Chào cả nhà, hiện tại là Nhân đang đứng ở dự án Palai Vista. Thì phía trước mình là mình thấy có một căn nhà đang xây với cái diện tích là ngang 5m, dài 15. Thì ở đây Nhân có một cái lô thì khách hàng cũng ký gửi lại. Bên đây là lốc. Lốc B3, lô số 10. B3 B phở nha cả nhà. B3 lô số 10. Diện tích là ngang 5m, dài 15m. Và cái giá bán là 550 triệu. Bên đây là hạ tầng nó xong hết 100% rồi. Đường xá rồi, vỉa hè xong hết, trải nhựa cho mình. Rồi ở trên thì dây điện, đèn đường nó có cho mình luôn. Ở như này mình thấy có đèn đường trước nhà mình, cách mình 2 lô. Đó, đường xá này mới làm xong luôn nha cả nhà, mới làm xong khoảng chừng nửa tháng nay thôi. Nên rồi rất là sạch sẽ, rất là sạch đẹp. Bên đây thì nhà xây rất là nhiều. Nó như mình thấy một cái lốc nhà phía bên kia thế là bên đó là của dân hay là của công ty thì không biết, mà xây để bán lại mình nhìn thấy là mình biết rồi, mà cái giá nó cũng không có mềm đâu. Thì ở đây ví dụ như mình ai muốn mua đầu tư để đó thì là mua xây nhà đó, cứ alo cho Nhân số điện thoại màn hình ha. Thì để cái 500 tính ra như khoảng 7 triệu mấy mét vuông à, giá khá ok, đầu tư tốt. Trong bữa nay xuống đổ nhựa rồi xong hết, nhìn cũng khá là đẹp nha cả nhà. Hồi trước giờ xuống chạy xuống đây nhìn ghê lắm, nhìn sao ma luôn, giờ quá trời đẹp rồi. Rồi cả nhà mình hãy nhớ là bên kia là đường 20m nha cả nhà, mà nó cách chỉ một lốc thôi là ra tới đường 20m, đường lớn rồi. Còn phía xa đằng kia là thấy xe rồi đang chạy đó, đằng kia đó là đường 30m thông từ cổng công nghiệp Đức Bà Ba của tỉnh lộ 9 với lại cổng công nghiệp Đức Bà Ba của tỉnh lộ 823. Và phía trong là mình thấy là